ngắt mà trong tuần thì cái giá có trước. Cây nữa thì khi mua cho được cây to đấy mới mát này. Cao lên đến trên đi là 3 mét đấy. Tưởng nó xuống đâu nữa. À, 30 rưỡi. Nhìn tháo thích. Đã chứng nghiện bốn bữa rồi. Em vô đây 4 ngày đấy chứ. Chú quay bên ngoài mới đẹp. Chú quay bên ngoài mới đẹp. Bây giờ mà cháu lâu có mấy chú là ngay quá chú đồng có nói chú ơi thông cảm với chị nó bắt nó tắm rèo nhiều nó bắt. Ngoài chị ấy ban tâm này em nhâm thiết cũng cảm ơn ban mấy chú ấy nó không. Chú là mấy ngoài dữ lơ, đến lên tập 6 rồi ngoài rồi đổi chú là nó đây. Đường kính gốc của dưới này rơi vào tầm độ 80 hoặc hơn 80. Gốc nó là cái... 80, hơn 80. Ừ, gốc nó là cái chừng người rồi. Chú mà gắng một gắng của chú, chú nhìn ra nó thiết như đó. 20 đó, gắng của chú đó. 55, 53, 55. Cục cục. Nó em sẵn đây làm cái về để em trong quán cà phê cho mát. Với lại đờ sấy trước cổng có đờ sấy. Anh hơn mình bật áo muốn hơi đẹp. Ừ. Có cái nếu bạn có cái giá về mua. Ừ. Mà bán thì nó chẳng được chút nó bao trùm luôn cả cái căn nhà này. Hẳn dài đấy phải mấy mét đất đi ra mấy mét chi. Có lẽ phải 15 mét đó thầy, 15 mét đó thầy. Cái hoa giấy này bao trùm hết 15 mét luôn đúng không? Mười lăm mét. 14, 15 mét chứ đâu. Ta ăn ở rươn á. Thầy. Có cái thước mà keo qua đây. Biết được mấy mét. Có cái thước mà keo qua đây. Ai đến từ tiền đi từ. Hay là bạn em về em trong quán cà phê đi. Nắng trong giờ chỉ cắt cái đoạn ở xuống phân cái phân nữa là chỉ trong. Chưa có ai trả thêm một tiền này chị. Thì có bán nó mà, con nuôi có bán nó mà, tôi bảo nó chú nó chín nuôi, tôi nói hàng trăm triệu chị, nó bán nuôi nó chú nó nói, ờ, tôi lại bán không tiền bán, bán không tiền. Mùa hè có lại rực hoa luôn đấy chị. Mùa hè hoa nhiều hoài. Đấy, nó kéo dài ra ngoài này nó 15 mét những cái đường thân của nó trên kia kìa. Đấy, nhưng cây này lấy khoảng tầm 6 mét thôi. Ở đây cái phần thân nó vượt qua cổng cổng luôn. Đây là cái cổng. Cổng này thì rơi vào tầm độ khoảng tầm 2m2. Mấy? Tỷ 1 nắm chục bản không? Ờ, tỷ 2 cả nhà cả đất thì được. Đất lên 700m2. 200 mấy đất ở đấy. 200 mấy, 200 mấy. 200 mấy.
Đây là cái phần bông của nó, phần tay xương của nó trên. Nhìn rất là phê. Lên đây cao khoảng tầm 3 mét, hơn 3 mét đây các bác này. Đấy, tay tôi vói hết cỡ là lên đây khoảng tầm 2m2. Cái kia 3 mét đấy. 2m3 từ đầu đi lại đầu đi. 2m3 đây mà nhờ thành phố hoàn không mà được bán nhỉ? Đây. Ừ? 2m3 mà thành phố hoàn không mà được bán nhà chồng. Thế cứ mua 2 mét, một nhà 2 mét rưỡi một nhà. Đúng. Thành phố tôi nói làm chí này chi? Đây này, lấy đến đây là tầm khoảng, nói chung cây này lấy hết rồi, tầm 6 mét đấy. Chào cái vườn mà vừa hóa chú mà trên chụp ấy nhỉ, chú nhìn rất ơi, sung rơi nhìn sương. Anh tim Huế đẹp hay? Nhìn sương. Hắn là đang có cái loài mà loài hoa. Mình... đang dương trong cây khác ở ngoài nữa đi. Hoa mồng gà con đấy. Thì người trồng cơn nó rồi nó đặt trong mông mắt trồng một chi cho lót trồng cơn vươn chè là cái có tiền mà mình nhả thằng ban chán mà mình nhả là cái ban này rồi thì mà mình nhả là cơn niêm cây nữa mình nhả là cây niêm phải cưa bữa mua làm nhà đó dạ chưa à, mình nhả là phải cưa nó như chú phải cưa ngang đó rồi để vô múc nhả chú có nhận không đúng rồi phải cưa ngang đó nữa nè hơi chứ mà bữa mua ban nhà nói để mà để mà mua mà. Cái mố lỡ mấy tiền nhiều lắm. Tiền tốt có tiền à, có tiền à mố. Biết thì mố làm nhà đến mà mố chi hay. Đấy, làm cây thế này nó ôm lút hết cả cọc, nhìn rất là sướng này. Rất tiếc là cây này thì lại gia chủ không bán. Nhưng mà vì nó đẹp quá cho nên phải làm clip cho các bác xem thôi. Dạ. À, không bán ống ạ. À. Dạ đẹp quá thì quay. Làm cái đi tháo hồ mát ống này. Cực mát luôn. Cây này được mùa hè thì rực hóa đẹp nữa. Mùa hè có lẽ hẳn hóa hết lúa đỏ hết tìm hết luôn này. Ừ, mà như đang tán cho mình bữa nó cực rừng. Đấy là chú tháng lấy ra cái chặt ra rồi chứ. Bỏ cái bên đi. À, bỏ tháng mai bên đi không? Ừ. Bỏ tôi cái chặt đó là. Cái này có lẽ to nhất cả cái xà này đấy cho ông này. Nó trùm hết cả ngôi nhà này luôn. Chị ấy nói là làm nhà để phải chắc cũng phải bán thôi nhưng mà biết khi nào làm nhà đến mà mua đây. Không lẽ ăn rồi ngồi đây mà chờ làm nhà. Anh ông mua. Ở Diễn Châu cụ ạ. Diễn Châu vô tình đấy à? Vâng. Ừ. Thích nhìn mua đâu nhìn đẹp hay. Dạ. Thích cái là nó là che được bụi, che được nắng. Bữa anh có búa đúng thoải mái vậy. Bữa hai ba người búa nắng mặt. Đấy, kém gió để làm quán mà mua cũng không được đấy các bác ạ. Cây ơ giấy. Cây này mà muốn lấy cho hết phải trực thăng mấy cẩu được. Phải máy bay mấy cẩu được cho nó dài 15 mét cơ mà. Rồi đi trên đường nó vướng. Nhưng mà nói thế thôi, cây này chỉ lấy khoảng tầm độ 6 mét hoặc là 4 mét, 4 mét rưỡi. Đang chém gió với chị chủ nhà lúc nãy giờ cũng như chưa xong. Anh ấy thì hôm trước em làm một cái clip riêng rồi. Gọi điện cho anh ấy nhưng mà lại anh chủ nhà thì cũng không có ý định bán về cái cây này. Nhưng hôm nay tiếc quá phải quay lại làm cho được cái clip này để gửi đến cho các bác xem. Nhiều lúc đi gặp cây cứ đâu phải gặp cây là mua được đâu. Đấy trong dân ấy. Đấy, dân lập ruộng đây các bác này. Nhưng mà không bán là không bán ấy. Những cây này mà vào biệt thự thì rất là hoành tráng. Vào những khuôn viên biệt thự hoặc nhà cao tầng nhìn rất là đẹp.
với lại làm nó thay cổng chào luôn, thay cái cổng vừa thơ mộng mà lại đẹp. Riêng mùa hè thì nó phải là rực rực tím là cái cây này. Cây này là đúng tím Huế đấy. Tôi clip cũng hơi dài dài rồi, em kết thúc ở đây các bác nhé. Cây này chỉ lấy được tầm vừa vừa thôi, nếu còn nếu lấy hết phải máy bay, phải loại lớn mới cầu được ấy. Vì ở đây vướng, rất là vướng. Vì lại mắc cái tường ở trong này này. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.